Cũng trong ngày hôm nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi. Đây là bộ luật đang được dư luận xã hội, người lao động đặc biệt quan tâm khi đề xuất phương án tăng tuổi nghỉ hưu và giờ làm thêm. Theo ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dự thảo luật đã đề xuất phương án kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi. Là đây là cái độ điều chỉnh dần, điều chỉnh theo lộ trình chậm. Và đến năm 2028, nếu cái phương án 1 mà như chính phủ trình thì người đàn ông mới nghỉ hưu ở cái độ tuổi 62. Đến năm 2035 thì người nữ mới nghỉ hưu ở cái độ tuổi là 60. Nhưng mà nghỉ này đấy là trong điều kiện lao động bình thường. Đáng chú ý, dự thảo luật cũng đề xuất mức mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ. Trong các trường hợp đặc biệt này sẽ tăng thêm 100 giờ mỗi năm so với hiện hành. Từ tối đa 300 giờ mỗi năm lên đến 400 giờ mỗi năm. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cân nhắc khi đưa ra quyết định này. Tức là tăng từ 1,5 đến gấp đôi. Nếu như mà không có quy định chặt chẽ thì sẽ không tránh được cái sự lạm dụng về thời giờ làm việc, nhất là ở khu vực tư và các cái doanh nghiệp liên doanh. Trên thực tế là do cái thu nhập duy nhất có vào bằng tiền lương, cho nên là lợi dụng cái tâm lý đó, chủ doanh nghiệp đã tạo ra những cơ hội thực chất là cưỡng bức lao động. Với cái việc mà tăng cái 100 thêm 100 giờ làm, chắc chắn cái tốc độ đào thải người lao động sẽ nhanh hơn. Ngày xưa 300 giờ một tháng làm thêm, tôi nuôi anh đến 35 tuổi, bây giờ 32 tuổi mới anh ra tôi tuyển lao động mới, người ta khỏe, người ta làm tăng giờ. Các đại biểu cũng đề nghị, điểm mấu chốt của Bộ luật Lao động sửa đổi phải đảm bảo để người lao động sống được bằng lương, lương phải đủ sống, nhà nước không can thiệp quá sâu vào thang bằng lương, mà đưa ra các nguyên tắc đảm bảo cách tính lương phù hợp, đảm bảo với thị trường giá cả, sức lao động và hiệu quả lao động của người lao động. Có như vậy, các câu chuyện về đình công mới giảm, chất lượng lao động mới được nâng lên.